Sức mạnh tàu cá vũ trang được Hải quân Việt Nam, cảnh sát biển tin dùng. Ngành đóng tàu Việt Nam đã tạo ra lớp tàu tuần tra đa năng mang tên TK-1482. Đây là tiền đề phát triển cho nhiều loại tàu hiện nay đang được biên chế cho cả Hải quân Việt Nam, Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam. Mặc dù ít được nhắc tới nhưng nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam là nền công nghiệp đóng tàu phát triển trong khu vực. Rất nhiều loại tàu hiện đang có mặt trong các lực lượng trên biển của Việt Nam là do ta tự thiết kế chế tạo trong nước. Trong đó có lớp tàu trinh sát hoặc đánh cá vỏ thép đa năng TK-1482. Thử nghiệm tàu TK-1482 trên biển. Tàu TK-1482AB là các tàu đánh cá vũ trang trinh sát của quân chủng Hải quân, hay còn được biết đến là các tàu Vạn Hoa bởi vì nó trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Hoa của quân chủng Hải quân. Tàu có lượng giãn nước đầy tải hơn 400 tấn, chiều dài hơn 40m và trang bị một máy chính. Tàu Vạn Hoa 734 lớp TK-1482. Các tàu đánh cá vũ trang này có nhiệm vụ trực trọng điểm trên biển, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, ngư dân gặp sự cố trên biển, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam, vận tải chi viện hàng hóa cho các đảo Tiền Tiêu và nhà giàn DK-1, bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí, cũng như giàn khoan trên biển, trinh sát phát hiện sớm các hành động gây hấn, xâm nhập, vi phạm trái phép chủ quyền, cũng như luật pháp Việt Nam. Đúng như tên gọi, tàu trinh sát đánh cá vũ trang được trang bị những loại máy truyền tin, thu thập dữ liệu hiện đại để nhanh chóng truyền thông tin về sở chỉ huy, cùng một số loại vũ khí đủ để răn đe kẻ thù nếu cố tình tiếp cận như các loại súng cá nhân, súng máy 12,7mm, súng RPG. Cận cảnh súng máy 12,7mm và các trang bị thông tin liên lạc trên nóc cabin tàu Vạn Hoa 744. Các tàu trinh sát đánh cá vũ trang này là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển Việt Nam trước khi cảnh sát biển hay kiểm ngư được thành lập, cũng như trong những ngày đầu các lực lượng chấp pháp Việt Nam còn non trẻ. Đã không ít lần các tàu Vạn Hoa này xua đuổi các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước ta, cũng như cố tình phá rối các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tàu công vụ Trung Quốc chụp ảnh tàu Vạn Hoa 744 của Việt Nam đang bám theo tàu Trung Quốc vào năm 2012. Ngoài lớp tàu TK-1482A, lực lượng tàu đánh cá vũ trang Vạn Hoa còn có phiên bản cải tiến TK-1482B với nhiều tính năng hơn. Tàu Vạn Hoa 745 lớp TK-1482B. Dựa trên thiết kế những tàu TK-1482AB, Việt Nam đã nâng cấp cải tiến cho ra đời tàu tuần tra lớp TK-1482C dành cho lực lượng kiểm ngư. Tàu dài 40,3m, rộng 7,8m, lượng giãn nước đầy tải 430 tấn. Các tàu TK-1482C đóng mới sắp được bàn giao cho Kiểm ngư Việt Nam. Tàu TK-1482C được trang bị đến 3 máy chính thay vì một máy như trên các tàu phiên bản AB, cho phép nó có tốc độ nhanh hơn, có thể bám biển dài ngày hơn, phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Tàu được vũ trang hai súng máy 12,7mm NSV ở phía trên cabin cùng nhiều trang thiết bị thông tin liên lạc. Tàu TK-1482C trái và tàu H-119 phải của Kiểm ngư Việt Nam đối đầu với Trung Quốc hồi năm 2014. Các tàu TK-1482C này được đóng với số lượng rất lớn ở nhiều nhà máy đóng tàu trên khắp cả nước với hơn 70 chiếc tàu gia nhập biên chế Kiểm ngư Việt Nam. Đây chính là lớp tàu tuần tra có số lượng đông nhất, là loại tàu chủ lực của Kiểm ngư Việt Nam trong công cuộc thực thi và bảo vệ luật pháp trên biển. Tàu TK-1482C chạy thử nghiệm tại nhà máy. Bên cạnh Hải quân và Kiểm ngư, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng đưa vào trang bị biến thể của lớp TK-1482 với tên gọi tàu TS-500CV, tàu CSB-6008 lớp TS-500CV. Tàu này có lượng giãn nước đầy tải hơn 400 tấn, dài 40m, rộng 7,8m với một máy chính cho phép nó đạt tốc độ 13 hải lý một giờ. Tàu được trang bị nhiều hệ thống trinh sát thông tin liên lạc hiện đại, tuy nhiên không được trang bị vũ khí. Thiết kế tàu giống với các tàu TK-1482AB chứ không giống loại TK-1482C của Kiểm ngư. Lễ hạ thủy tàu TS-500CV chiếc số 02. Như vậy, ta có thể thấy Việt Nam đã tạo ra được một lớp tàu tuần tra đa năng tốt, có thể đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhiều lực lượng đặc thù, dễ dàng tùy biến các nhiệm vụ khác nhau. Đây là một trong những thành tựu quan trọng của nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam, đáp ứng tốt công cuộc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Lễ hạ thủy tàu TS-500CV, chiếc số 01. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này
hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.